Kính chào quý vị. Trân trọng mời quý vị nghe một bài viết khác của ông Phạm Tín An Ninh. Tựa đề Cái bóng cuộc chiến và món nợ 45 năm. Tản mạng tháng 4. Cuộc chiến đã kết thúc 45 năm, nhưng cái bóng của cuộc chiến ấy dường như vẫn luôn bám theo đằng sau. Nhiều lúc muốn chụp phủ lấy tôi như bóng ma, một thứ bóng đè làm tôi muốn ngộp thở. Từ giã học đường tôi vào lính khi còn rất trẻ. Cũng không hẳn vì thích đời binh nghiệp, nhưng ý thức trách nhiệm làm trai. Trong lúc đất nước đang trong khói lửa chiến tranh, nhìn quanh bạn bè thân quen đều lần lượt nhập ngũ và gần như con đường nào rồi cuối cùng cũng dẫn tới cổng một quân trường. Nên đúng như lời một bài hát cũ Năm 21 tuổi, tôi đi vào quân đội mà lòng chưa hề yêu ai. Ra trường, tôi được bổ nhậm về một đơn vị tác chiến lưu động. Trải qua nhiều chức vụ, tôi cũng chẳng phải là một cấp chỉ huy đảm lược, những chiến công hầu hết là nhờ vào máu xương của anh em binh sĩ. Không nhớ tôi đã hướng dẫn họ được những gì, nhưng chắc chắn Tôi đã học được ở họ sự trung thành, lòng can đảm và nhiều kinh nghiệm chiến trường. Trong hơn 10 năm chiến trận, tôi từng được thăng cấp đặc cách ngoài mặt trận và nhận một số huy chương tưởng thường. Nhiều lúc trầm tư, tôi phân vân không hiểu đó có phải thực sự là công trạng của mình không. Khi hình dung đến khá nhiều khuôn mặt đồng đội dưới quyền đã hy sinh, trong lúc mình vẫn còn đang sống. Tôi không bao giờ quên được những ánh mắt của họ đã nhìn tôi trước khi chút hơi thở cuối cùng. Không biết họ muốn chăn chối, gợi gấm hay oán trách điều gì đây. Tôi thường dành phần để được vuốt mắt họ khi tình hình có thể, như muốn thay một lời tạ lỗi, ít nhất là đã không bảo vệ được họ. Lời người xưa bao giờ cũng đúng, nhất tướng công thành vạn cốt khô. Tôi không hề dám mơ tưởng đến chuyện làm tướng bao giờ. Nhưng dù chỉ là một sĩ quan cấp nhỏ, tôi cũng đã mắc nợ khá nhiều xương máu của đồng đội anh em mà chắc chắn sẽ không bao giờ còn trả được. Phục vụ trong một đơn vị bộ binh bình thường, nhưng chúng tôi chưa hề một lần bại trận, ngay cả những trận chiến gay go, đậm máu nhất, với lực lượng địch đông gấp nhiều lần, và vũ khí tối tân hơn, chúng tôi vẫn chiến thắng vẻ vang. Như trận phản phục kích trên quốc lộ 20 gần Di Linh Lâm Đồng, trận chiến Tết Mậu Thân 1968 tại Phan Thiết, trận phản công tiêu diệt một lực lượng biển người của địch tại bu Prang, Quảng Đức. Và đặc biệt nhất là trận chiến Con Tum mùa hè 1972. Vậy mà, Cuối cùng chúng tôi bỗng dưng trở thành những người bại trận, bi thảm và tội nhục hơn là dù có gãy súng, buồn súng hay không. Chúng tôi cũng thuộc về phía đầu hàng, theo lệnh của ông tướng mới lên làm tổng thống ba ngày, nhân danh tổng tư lệnh. Sau này có người bảo ông làm đến đại tướng mà ngây thơ, nghe theo lời dụ dỗ, móc nối của ai đó và một người em ở phía bên kia tin rằng Cộng sản sẽ thành lập chính phủ ba thành phần. Có người đại bảo ông giành chức Tổng thống chỉ để làm một điều duy nhất là đầu hàng. Cũng có người bênh vực bảo nhờ ông đầu hàng nên tránh được một cuộc tắm máu và có đủ thời gian cho một số người kịp chạy đến Siêu Bích Bay hay Đảo Guam để sang Mỹ sớm. Là một thằng lính 5 tháng ở trong rừng núi, ngộp thở với bao nhiêu thứ lệnh lạc trên chiến trường tôi không biết gì về chính trị nhất là các biến cố dồn dập hỗn độn trong những ngày cuối cùng tại thủ đô Sài Gòn nhưng tôi cảm thấy nhục trong chiến tranh thắng bại dù sao cũng là lẽ thường tình cuộc nội chiến của Mỹ năm 1861 đến năm 1865 Nam quân đã đầu hàng Bắc quân và trong đệ nhị thế chiến nước nhật hùng mạnh đã phải đầu hàng quân đội đồng minh sau khi hai quả bom nguyên tử do mỹ thả xuống thành phố hiroshima và nagasaki kẻ chiến thắng đã hành xử văn minh nhân bản như thế nào cho dù các cuộc chiến ấy cũng vô cùng tàn khốc cướp đi rất nhiều sinh mệnh của hai bên cả dân lẫn lính nhưng cuộc bại trận của chúng tôi sao mà phẫn uất và đau đớn quá bị đồng minh phản bội, bỏ rơi trong đành đoạn tức tưởi, thua một kẻ địch không đáng để thua, và một chế độ tự do nhân bản văn minh, hồn thịnh, lại phải đầu hàng một chế độ man rợ, nghèo nàn, lạc hậu. Có lẽ trong lịch sử chiến tranh thế giới, chưa từng có những người lính nào ở phe thắng trận lại ngồi khóc ở vệ đường trên phần đất vừa mới chiếm được như trường hợp nhà văn bộ đội Dương Thu Hương và có thể còn nhiều người khác nữa. Bởi họ nhận ra mình bị lừa dối, à. uổng phí cả một thời trai trẻ để đi giải phóng một đất nước tự do, văn minh, giàu có hạnh phúc gấp vạn lần xứ sở của mình. Điều đau lòng và đáng tủi nhục hơn là thua quá nhanh hai cuộc triệt thoái sai lầm tệ hại từ Pleiku theo tỉnh lộ 7B của quân đoàn 2 và từ bờ biển Thuận An của quân đoàn 1, dự trù theo đường biển đã thất bại quá nặng nề bi thảm. Không những làm mất hai quân đoàn ở những tuyến đầu cùng cả một sư đoàn tổng trừ bị tinh nhuệ, mà quan trọng hơn, làm mất tinh thần và niềm tin chiến đấu cho quân dân cả nước. Điều đau đớn và tội nghiệp nhất của người lính chiến là khi họ không còn niềm tin vào cấp chỉ huy lãnh đạo của mình nữa. Đánh giặc mà không có hậu phương, không còn được tiếp tế, không có viện binh, con nơi không có cả cấp chỉ huy, và nhất là không biết cắt bỏ đất đến đâu, thì trận đánh nó trở thành bi thảm, niềm tin chiến thắng, trở nên rất mong manh, vô vọng. Người lính nếu còn chiến đấu chỉ vì tình đồng đội và tự vệ, cho sự sống còn của chính cá nhân mình. Mặc dù ghi được hai điểm son cuối cùng trong quân sự, tại 30 thuật chỉ một tiêu đoàn bộ binh thuộc Trung đoàn 53 được tăng cường hai trung đội pháo binh 105 ly và một đại đội trinh sát dưới sự chỉ huy của Trung tá Võ Ân quyết tử thủ tại căn cứ B-50 bên phi trường Phụng Dực đã dũng cảm chống trả một lực lượng hùng hậu của địch với quân số gấp 5-7 lần cùng nhiều chiến xa T-54. Bao vây đúng một tuần sau khi cả thành phố Ba Thuật đã thất thủ, tiêu diệt nhiều đơn vị chiến xa địch cho đến khi cạn đạn dược phải mở đường máu thoát ra và tuyến thép Long Khánh của tướng Lê Minh Đảo đã cầm chân cả hơn một quân đoàn Cộng sản gần hai tuần lễ, gây tổn thất nặng nề cho địch làm ngỡ ngàng cả thế giới, nhất là tòa bạch ốc. Nhưng cũng chỉ đúng 50 ngày kể từ khi mất 30 thuật, một quân lực hùng mạnh gần như tan rã và cả miền Nam mất vào tay giặc. Ngoại trừ phần lớn lực lượng hải quân và lữ đoàn một nhảy dù có phương tiện ra đi theo kế hoạch, một số thuộc các đơn vị không quân và từng nhóm hoặc cá nhân mang theo gia đình tự vượt thoát bằng các loại phi cơ ghe tàu kiếm được hầu hết còn lại phải vào tù từ những tướng lạnh đến sĩ quan mới ra trường có cả một số hạ sĩ quan giữ những chức vụ liên quan tới an ninh tình báo một số không nhỏ đã bị bên thắng cuộc tàn sát dã man tại địa phương ngay sau khi cướp lấy chính quyền đặc biệt đáng kính phục một số tướng lãnh cùng nhiều cấp chỉ huy và binh sĩ khí phách đã tự sát vào giờ thứ 25 để giữ tròn tiết tháo. Cả một miền Nam thua trận đã nhanh chóng trở thành một vùng đất chết khốn cùng bi thảm. Tiền bạc có được từ mồ hôi nước mắt và có khi bằng xương máu, bỗng chốc không còn giá trị, nhà cửa, tài sản bị cướp sạch dưới danh nghĩa tịch thu rất nhiều gia đình từ ông bà già đến những đứa con nít sơ sinh bị xua đuổi cưỡng bách đi đến những nơi rừng thiêng nước độc người dân có cảm giác như bị lưu đày ngay trên chính quê hương của mình tương lai chỉ còn là những cơn ác mộng thời ấy mọi người chỉ còn biết nhìn ra biển khơi mênh mông để ước mơ một sự đổi thay nào đó ở phía bên kia chân trời mịt mờ vô định và còn gì đau đớn hơn khi con người nghĩ tới chuyện phải bỏ quê hương ra đi lại là một niềm khát vọng. Hơn 8 năm, bị đầy ải qua nhiều trại tù Nam Bắc, ngày trở về tôi không còn được nhìn lại mặt cha mình. Ông đã chết sau gần một năm bị bắt vào một trại tù khác trong Nam khi tuổi sắp 70. May mắn là tôi còn người vợ chung tình cùng tôi hoa bao cuộc biển dâu bươn trải nuôi đàn con dại cho dù bữa no bữa đói nhìn thấy vợ con đói khổ tả tơi mình chẳng có thể giúp được điều gì mà còn tạo thêm gánh nặng cuối cùng chỉ còn cách duy nhất đem hết sinh mạng cả nhà để đánh một canh bạc cuối cùng đó là vượt biển tôi đến trại tị nạn khi phong trào kháng chiến phục quốc đang trong thời kỳ đỉnh điểm mặt trận quốc gia thống nhất giải phóng việt nam do vị tướng hải quân hoàng cơ minh lãnh đạo nghe nói có căn cứ chiến khu ở đâu đó trên đất thái lan gần biên giới lào việt có cả tờ báo và đài phát thanh kháng chiến tôi cùng rất nhiều anh em nức lòng hăng hái tuyên thệ để được trở thành đoàn viên đứng trước bàn thờ tổ quốc, đưa tay lên chào lá quốc kỳ, hô mấy lời thề, mà trong trái tim bừng lên khí thế và nước mắt rưng rưng cảm động. Nhiều người sẵn sàng trở về chiến đấu, riêng tôi còn tin tưởng và phấn chấn hơn khi được xem cuốn phim quay trong chiến khu quốc nội. Nhận ra người bạn học đồng hương thân thiết, một sĩ quan thủy quân lục chiến, là kháng chiến quân cầm súng đứng bên cạnh Trung tá Lê Hồng. Bây giờ, Trung tá Lê Hồng được gọi là Thiếu tướng Đặng Quốc Hiền, giữa lá cờ vàng phất phới tung bay giữa núi rừng biên giới. Trung tá Lê Hồng nguyên là một cấp chỉ huy nổi tiếng trong binh chủng nhảy dù mà tôi từng biết danh và kính phục. Ông xuất thân từ người lính binh nhì và hầu hết những cấp bậc đều được vinh thăng tại mặt trận. Sau trận chiến Long Khánh lẫy lừng, cùng sát cánh với sư đoàn 18 của tướng đảo, ngăn trận hàng quân đoàn Bắc Việt, có nhiều chiến xa trên đường tiến chiếm Sài Gòn, lữ đoàn 1 nhảy dù di chuyển về Gò Công, tìm đường để về vùng 4 chiến đấu cùng tướng Nguyễn Khoa Nam. Nhưng đã quá muộn, không còn thời gian và cơ hội nữa với chức vụ lữ đoàn phó lữ đoàn một nhảy dù trung tá lê hồng đã thừa lệnh vị lữ đoàn trưởng tìm mua ghe thuyền đưa toàn quân ra biển và đó là đơn vị lục quân tác chiến duy nhất đã di tản toàn bộ đến hoa kỳ nhưng chỉ vài tuần sau ngày đại hội chính nghĩa của mặt trận tổ chức rầm rộ tại washington dc Hoa Kỳ thì chúng tôi dồn dập nhận được bao nhiêu tin tức không vui. Một số lớn cán bộ, chủ chốt và đoàn viên tách ra, chia làm hai ba nhóm, lên án tố cáo lẫn nhau, lộ ra nhiều điều không thật. Chúng tôi ở tiết mù xa, nên chỉ biết tạm thời án binh bất động để giữ tình anh em, chiến hữu chưa kịp phản ứng gì thì nghe tin vị tướng lãnh đạo cùng nhiều cán bộ kháng chiến quân đã hy sinh tại nam lào hình ảnh và tin tức con đầy trên báo chí truyền hình cộng sản lực lượng quốc nội xem như tan rã thằng bạn tôi có tên trong danh sách bị giết trung tá lê hồng cũng không còn sau này nghe nói ông chết trong chiến khu vì trọng bệnh như một quả bóng căng đầy bị xì hơi chúng tôi chẳng còn gì để hy vọng tôi đau đớn rời khỏi tổ chức mà mình đã hết lòng góp công gầy dựng nỗi buồn lại tăng lên gấp bội khi những người chết dù gì họ cũng đã hy sinh vì tổ quốc lại không hề được chính thức công bố truy điệu vinh danh tôi ra phía sau nhà đứng một mình trong bóng đêm đốt ba nén hương hướng về phương đông để tưởng nhớ thằng bạn cũ mà trong lòng ngập ngùi đau đớn. Sau này, tôi có dịp liên lạc được với vợ con nó, sống rất nghèo khổ ở Việt Nam, ngay quê vợ tôi. Ông bà nhà tôi từng cư mang đứa con trai lớn của nó một thời gian, lo cho việc ăn ở học hành. Những năm đầu định cư, sống trên vùng Bắc Âu băng giá, tôi càng lạnh lẽo hơn khi biết tin người anh hùng Trần Văn Bá Chủ tịch Tổng hội Sinh viên Việt Nam ở Pháp, cùng các ông Lê Quốc Túy, Mai Văn Hạnh và một số thành viên trong mặt trận thống nhất các lực lượng yêu nước giải phóng Việt Nam bị bắt khi xâm nhập vào bờ biển Cà Mau. Sau đó, anh bá đã bị Cộng sản xử bắn cùng nhiều người khác. Trên bàn thờ nhà tôi có thêm tấm di ảnh của anh. Anh rất xứng đáng để được vinh danh như một vị anh hùng một tổ chức khác liên minh quang phục việt nam của ông võ đại tôn một cựu sĩ quan cao cấp từ úc châu gạt lệ từ giã vợ trẻ con thơ tìm đường về phục quốc tôi hoàn toàn không biết gì về sách lược hay kế hoạch của ông cho đến khi nghe tin ông bị bắt sau này bất ngờ được xem cuốn phim quay cảnh ông bị Cộng sản đưa ra một cuộc họp báo quốc tế tại Hà Nội ngày 13 tháng 7 năm 1982. Cuốn phim do phóng viên Neil Davis của NBC News cùng ký giả Mori của đài truyền hình NHK Nhật Bản thực hiện và may mắn được mang ra khỏi Việt Nam để trình chiếu trên đài truyền hình Tokyo, Nhật Bản. Chắc chắn, bọn cầm quyền Hà Nội đã áp lực để bắt ông phải nói theo sự gian dựng của chúng, nhưng ông đã khôn khéo lừa dụ địch, tương kế, tự kế, nhằm đưa được tiếng nói của mình ra bên ngoài thế giới, trước nhiều phóng viên của các nước cộng sản và thế giới tự do, với nét mặt đanh thép và giọng nói dõng dạc, hùng hồn ông tuyên bố nguyên văn như sau tổ chức của tôi có cơ sở tại châu á châu âu châu mỹ và châu úc trong một mục đích của tổ chức chúng tôi có kế hoạch dự trù xâm nhập trở về việt nam để tìm hiểu tình hình và từ đó sẽ đặt kế hoạch cho tương lai vì lẽ đó tôi sẽ không phản bội bất cứ ai đã giúp đỡ ủng hộ tôi Tôi tiếp tục lập trường chính trị của tôi để tranh đấu cho tự do và giải phóng dân tộc. Tôi đã sẵn sàng nhận bất cứ bản án nào mà chế độ cộng sản dành cho tôi. Cả hội trường im bặt, các phóng viên quốc tế sừng sốt, đám cán bộ cộng sản nhìn nhau ngơ ngác. Cuộc họp báo buộc phải dừng lại bởi xem như bất thành với ý đồ của đám người tổ chức thuộc Bộ Thông tin Văn hóa Cộng sản. Niềm hạnh phúc vỡ òa trong trái tim tôi, hãnh diện về một vị đàn anh khí phách, nhưng sau đó lo lắng cho số phận của ông. Sau 10 năm bị hành hạ kiên giam trong ngục tối, nhờ sự can thiệp của chính giới quốc tế và Úc Châu, ngày 11 tháng 12 năm 1991, ông được trở về Úc với thân xác gầy gò, còn hẳn những vết đòn thù nhiều báo chí trên thế giới và hầu hết cộng đồng người việt khắp nơi ca ngợi ông như một anh hùng nhưng rồi cũng có ít người chê trách kể cả miệt thị ông nữa một lần nữa tôi có cảm giác cay đắng ngậm ngùi dù gì lòng can đảm tính khí khái và sự hy sinh lớn lao của ông cũng đã quá đủ để làm tôi kính phục xưa nay mấy ai đem chuyện thành bại mà luận anh hùng và với tôi ông xứng đáng là một anh hùng rồi tất cả cũng từ từ đi vào quên lãng chuyện kháng chiến phục quốc lắng xuống nhưng mầm móng chia rẽ nghi kỵ bắt đầu niềm tin mất dần và dường như lòng một số đông người việt tị nạn cũng dần dà chán trường nguội lạnh Vừa bỏ lại đằng sau gần 10 năm khốn cùng tăm tối Lại vừa thoát chết trên biển đông Giờ mới bước lên bến bờ tự do Thì gặp bao nhiêu điều hụt hẫn đau lòng Tôi không còn muốn nhìn lại vùng bóng tối phía sau lưng Bằng cách dồn hết nỗ lực Để hòa nhập vào quê hương mới Đời sống ở vùng Bắc Âu thật an bình Dân tình hiền hòa Đất nước thơ mộng với rừng núi Sông hồ quanh năm tĩnh mịch như là những liều thuốc nhiệm màu tưởng chừng có thể chữa lành được những vết thương còn lại trong lòng mình. Tám năm sau, nhân dịp đưa ba cô con gái sang Mỹ học, tôi có dịp gặp lại một số đồng đội và bạn cũng tù chung. Thời gian này, đã có nhiều đợt cựu tù cải tạo đến Mỹ theo diện HO, rất vui và cảm động có bao cuộc trùng phòng. Một chiều cuối tuần, chúng tôi theo anh bạn trước khi là tiểu đoàn trưởng, đến tham dự buổi họp mặt binh chủng của anh. Một binh chủng từng vang tiếng một thời, được tổ chức tại một nhà hàng lớn trong khu Lý Thổ Sài Gòn. Rất đông đảo người tham dự. Sau gần 20 năm, tôi mới thấy lại nhiều anh em mặc quân phục, có vài người mang cả cấp bậc và lần đầu tiên ở hải ngoại chứng kiến một nghi lễ rước quốc quân kỳ và chào cờ với đầy đủ súng ống, có cả tiếng kèn đồng thổi bài truy điệu. Tôi đã xúc động, nước mắt tuôn trào. Sau khi vị trưởng ban tổ chức giới thiệu thành phần ban chấp hành và đọc qua tiểu sử cùng những chiến công hào hùng của binh chủng, một vị tướng đại diện cho binh chủng được trịnh trọng mở lên sân khấu để có đôi lời cùng anh em đồng đội. Mái đầu đã bạc, nhưng phong cách của ông vẫn uy nghi lời nói nhõng dạc lẫn chút xúc động khi nhắc đến những thằng em còn nằm lại ở chiến trường hay đã chết trong tù ngục không khí như trầm xuống nước mắt tôi lại trào ra sau đó tiếng nhạc nổi lên và cả chương trình dài còn lại dành cho văn nghệ dạ vụ sự đổi tông ấy đã làm tôi hụt hẫng tiếc nuối như một giấc mơ đẹp đẽ bỗng biến mất bởi những hình ảnh và âm vang đưa tôi trở về thực tế giá mà tôi rời khỏi hội trường sớm sau phần nói chuyện của ông tướng thì hay biết bao nhiêu chắc tôi còn giữ được trong lòng nhiều hơi ấm cùng chút niềm kiêu hãnh hiếm hoi thời gian sau này sau khi về hưu tôi sang mỹ sống nhiều hơn đã làm quen với các sinh hoạt ở đây dần già rồi cũng thấy bình thường trước bao điều nhân tình thế thái nhưng tôi vẫn thấy nao lòng khi chứng kiến những đồng đội của mình ngày một già thêm và bộ quân phục trên người không còn tạo cho họ cái oai phong đẹp đẽ của ngày xưa cái thời mà hầu như bản nhạc nào của miền nam cũng nhắc đến và ca ngợi họ như những người hùng lý tưởng của các cô nữ sinh gia long trưng vương bùi thị xuân đồng khánh các cô sinh viên văn khoa luật khoa trên những con đường tình có lá me bay cây dài bóng mát hay hình ảnh đẹp đẽ oai phong trong các cuộc diễn binh vào những ngày quân lực năm nào giờ thỉnh thoảng vẫn còn được nhìn thấy lại trên các video một hôm tôi lặng người khi thấy trong cuộc diễn hành tết trên đường phố bôn xa có mấy ông bà mặc quân phục mang cả lon tướng, tá của nhiều quân chủng, mà tôi chưa hề nghe danh, biết mặt, bởi trông họ quê mùa kịch cỡm, mang phù hiệu, dây biểu trương còn không đúng cách. Thì ra, một đám tướng tá phường tuồng của một nhóm bệnh hoạn tự phong nào đó. Tôi giận đến phải buông năm mấy tiếng chửi thề và trách cứ ban tổ chức sao có thể để cho họ mạo nhận diễn trò lỗ lăng như thế chứ? Chẳng lẽ cái quân đội của chúng tôi từng có biết bao máu đào của hàng hàng lớp lớp chiến binh đổ xuống tô thắm màu cờ giờ lại bị xuống cấp đến mức này sao? Từ đó, tôi không còn muốn có mặt trong các buổi họp mặt diễn hành khi có những người mặc quân phục mang lon lá một cách ô hợp lỗ lăng như thế. Tôi không muốn phải đau lòng. Chính những hình ảnh tệ hại này đã nhắc nhở ám ảnh để tôi nhận ra mình là người lính trong đội quân thất trận, điều mà lúc nào tôi cũng muốn quên đi. Cũng ở Mỹ, đặc biệt tiểu bang California, nơi từng được mệnh danh thủ đô người Việt tị nạn và thành trì chống cộng, tôi đã phải chứng kiến bao điều thị phi chia rẽ, nghe những lời miệt thị giữa những người từng một thời là huynh đệ, đồng môn, đồng đội, đã từng quỳ xuống trên cùng một vũ đình trường đưa tay lên xin thề trong ngày lễ ra trường và cùng sống chết bên nhau trên những chiến trường ngập đầy lửa đạn. Gần như cộng đồng, tập thể nào cũng chia ba, xẻ bảy. Còn sức mạnh nào để đối phó với kẻ thù xảo quyệt, gian trá, bảo tàn khi thế hệ chúng tôi tuổi đã già, sức đã kiệt và sẽ để lại được những hoài bảo gì cho con cháu mai sau. Mảnh đất xấu là nơi cơ hội cho cỏ dại, thường là loại cỏ đuôi chó. Tôi thật sự buồn nôn khi nhìn thấy vài bộ mặt nhận mình từng là người hùng của binh chủng này, binh chủng nọ, nhưng chạy về khóc lóc, bỡ đỡ kẻ thù nghe những lời su nịnh của họ mà tôi thấy lợm giọng bạn bè chiến đấu cùng tôi ngày xưa hay cả những đồng môn huynh đệ xuất thân từ một quân trường giờ cũng bị những biến cố của dòng đời lưu vong mà chia năm xẻ bảy tệ hơn nữa còn có một số còn xem nhau như kẻ thù từ những bất đồng trong kháng chiến phục quốc đến việc hội hè đoàn thể xây dựng tượng đài, tu sửa nghĩa trang quân đội biên hòa, thậm chí đến cả việc ủng hộ hay chống Tổng thống Trump. Và mới đây là chuyện recall hay no recall trong hội đồng thành phố Westminster đã giết chết biết bao tình chiến hữu, đồng đội, đồng môn, huynh đệ một thời. Tôi thực tình không hiểu nổi, chỉ cảm thấy đau lòng, xót xa và nuối tiếc. Cái bóng ma cuộc chiến của hơn 45 năm trước mà tôi luôn muốn quên đi giờ càng đè nặng lên tấm thân còm cõi. Bóp nghẹt trái tim già nua của tôi từng khát khao bao niềm hy vọng. vết thương cũ trong lòng tưởng có thể lành giờ nhói đau trở lại và món nợ máu xương của bao đồng đội đã hơn 45 năm rồi, biết đến khi nào mới trả được cho anh em cầu xin hồn thiêng sông núi anh linh tiên tổ và liệt vị anh hùng tử sĩ phù trợ cho cộng đồng người việt hải ngoại đặc biệt những huynh đệ từng mặc áo lính của tôi sớm dẹp bỏ mọi chia rẽ thị hiềm đưa tất cả quy về một mối cùng một lòng hỗ trợ đồng bào trong nước để họ có đủ can đảm bước qua nỗi sợ hãi cùng đứng lên làm ngọn sóng thần nhận chim chế độ cộng sản man rợ độc tài tham nhũng bán nước cầu vinh để con cháu đời sau không còn bị nợ nần ô nhục xích xiềng vươn lên sánh vai ngẩng mặt tự hào cùng năm châu bốn bể một chế độ đi ngược lại lòng dân và xu thế phát triển của nhân loại tất yếu phải bị đào thải vấn đề còn lại chỉ là thời gian và sẽ biến thiên tùy theo những trái tim có cùng nhịp đập. Phạm tín an ninh. Trân trọng cảm ơn quý vị đã nghe.